Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế High End của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Bây giờ tiếp tục giới thiệu đến các em một cái máy mà của thuộc là loại mà tranh giành mà đạp nhau để mà tập luôn á. Cái máy rất là thực dụng của hệ thống THOL Sim Center. Đó là cái máy tên gì? Anh chị sẽ đọc đúng tên sản xuất. AP Crunch. AP viết tắt chữ nào comment đúng bình thường không event. Quá dễ. Đó là tên máy. Dòng máy là gì? Selectorite. Hệ máy là gì? Pro Performance Plus Made in USA 100%. Đây là một cái máy toàn diện về bụng. Và ở cái máy này, các em chú ý những điểm gì sau đây? Thứ nhất, về cái cách chỉnh tạ này, nó giống như những cái máy kia. Các em vui lòng xem lại những video trước để biết. Cái nút này để chỉnh khối lượng nặng nhẹ thêm cho tạ. Còn xuống đây móc vô nặng hơn. Nút này không quan trọng lắm, mà cứ để bình thường đi. Rồi chúng ta chọn số tạ phù hợp. Như vậy chưa vào hết. Như vậy mới đúng. Chốt phải sát tạ. Chốt phải sát tạ. Giống y đúc luôn, nó chỉ khác nhau từ cái chỗ này nè. Từ cái cục này qua đây. Đó. Thì cũng không có gì chỉnh luôn. Chỉ có cái này thôi. Chỉ có cái này để chỉnh thôi. Rất đơn giản mấy em. Mấy thằng BT cắt ni lông không sát nha. Mấy Mỹ Đế mà cắt ni lông như tàu vậy mày. Rồi. Làm ơn. Làm ơn đọc tiếng Anh giùm anh cái pull up to release tức là nhả, là thả, là giải phóng, là phóng thích. Pull là gì ta? Kéo hay đẩy? Má nhấn má xuống má đẩy gãy cái chốt tôi nha ông nội. Kéo lên đó. Nè nhìn nè, mức không mấy em cứ nhớ nè, bao giờ cái cách đặt móc của anh á là cái móc ở giữa là không hết, nhớ nha, móc ở giữa là không, đi qua bên kia là dương, đi lùi là âm. 0, 1, 2 0, âm 1, âm 2. Đó là cái cách đặt. Cái cách mà anh đặt cái móc để hướng dẫn tụi em sử dụng các dòng máy Selectorite. Thì anh sẽ nói thêm cái mức 0 để tập cái bụng 6 múi trên dưới luôn. Rồi cái mức âm á và mức dương á là tập cơ liên sườn, tức là cái bụng bên hông. Nó nằm cái giữa mà là bên hông. Bởi vậy đó mới là cái máy tập bụng toàn diện. Vô cái máy này, cách ngồi. Ngồi vô. Đó, ngồi vô. Hai cái chân để đây. Đúng không? Rồi xong. Một tay vịn ở đây, vịn đâu cũng được, vịn đây cũng được. Gỡ cái chốt này. Xong rồi mình lái. Mình đâu có thấy đâu, đúng không? Mình không thấy. Thì mấy em cứ lái qua bên trái để tập bụng xiên, đúng không? Nó kêu tách là được. Đó. Hoặc là lùi vô một cái kêu tách là được. Đây là mức số âm 1 nè. Âm 1. Âm 2. Đó không. Đây qua dương. Qua dương. Nguyên tắc của anh là cứ trung bình, mắc, trung bình, mắc. Anh đập vậy á, còn tụi em tùy. Trung bình mắc là sao? Tức là anh âm 1 không xài, dương 1 không xài, xài âm 2 với dương 2. Anh Duy mặc áo gì? Áo bà lỗ. Mồ hôi vô đây, anh Duy đoan lai. Anh Duy ghét nhất mấy người ở giờ. Các em dựa da, dựa thịt vô cái máy của anh, ai đoan lai? Ai lái kìa? Bây giờ anh mệt quá, anh không nói nhiều nổi đâu nha. Cơm áo gạo tiền ngày Chủ nhật. Intra hoặc cao thì anh vẫn xài cái loại truyền thống là Aminochem mới mua. Aminochem đỉnh không cần phải quảng cáo luôn. Ah!
Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các em tại THL Gym Center. Hãy đến với hệ thống THL Gym Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Để có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Gym Phổ tại website tholgymcenter.com.vn hoặc YouTube Thể hình Online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.